đi làm gì sợ đá rồi nghe, cứ cái nền nhà. Dạ. Mình chị khám ở bệnh viện Chợ Rẫy, chị siêu âm thì bác sĩ ở Chợ Rẫy là tư vấn cho chị một là mổ, hai là đốt, ba là giãn keo, suy giãn tĩnh mạch. Còn chị bị hôi hoại cuộc sống, chị bị thoái hóa đốt sống lưng, chị bị chèn dây thần kinh, bị thần kinh toàn, mà chị ảnh hưởng nặng là giờ nếu giả sử như chị muốn đi tiểu thì chị ngồi có khi nửa tiếng đồng hồ chị không đi được, chị lại đứng dậy đi ra, hoặc là chị muốn cầu thì chị cũng ngồi khoảng nửa tiếng đồng hồ cũng không đi được, là phải đi ra, có nghĩa là bậc cầu bậc tiểu thì không đi được. Đúng rồi. Rồi giờ chị đi thử đi coi. Nên là chị đi lên cầu thang thì rất là yếu, phải thay về mình cầu thang. Để đi cầu thang. Ok, ai mở cầu thang giùm. Là lên cầu thang mình rón rén như vậy đó hả? Mình đi nhanh được không? Xuống. Giờ xuống coi. À, đi nhanh là té đúng không? Phải đi từng bước như thế. Dạ không? Em đang bị một cái viêm, đang bị viêm nặng một bên. Bên trái. Rồi, rồi xong rồi hả? Bước rón rén á. À, đi rón rén vậy hả? Rồi bây giờ chị đi đây mà chị đi nhanh thử coi. Đi nhanh coi. Đó mọi người nhìn kia đứng chị đi ha. Đi làm gì sợ đá rồi nghe. Cứ cái nền nhà. Rồi đi thẳng lên kia đi nhanh thử coi. Có nổi không? Mà rất cái lưng cứng ngắc. Ok. Rồi tới đây. Làm đơn nè. Dạ làm đơn nè. Rồi rồi, cảm ơn. Rồi. Để sẵn sàng hy sinh là được. Đi nhà ở Quảng Ngãi à? Chị ở Bản Mỹ Thuận, Đắk Lắk. À, Đắk Lắk à? Dạ. Rồi, bà kia. Rồi làm đây nó làm gì? Chắc ngồi nhiều hả? Rồi sao biết được đây lên đây? À, rồi vô đây mấy ngày rồi? À, tuần rồi. Ok. Rồi quyết tâm là chữa bệnh đây, lên đây làm cho hết bệnh phải không? Đúng rồi thầy. Mà hôm nay từ nay thấy sao nè? Rồi, nằm lên. Nằm giữa. Đầu quay đến này. Rồi nhấc cái giỏ lên. Ai lên ngồi rồi? Rồi ai cũng ngồi được. Chị là chị có được con gái này chị? Chị là... Từng lên là... Chị nhỏ con làm ra là... Đúng rồi, chị hôm nay chạy nhanh nhẹn thôi. Sao? Chị ngồi từ từ nha, em không gãy chân nữa nha. Rồi, làm nữa rồi phải không? Một sống hay chết đúng không? Dạ. Chỉ trình. Rồi, chị thấy sao rồi? Hả? Rồi, đây xuống. Rồi, chị nằm quay mặt qua đây. Xin thêm chút ra đây, ra đây chút xíu. Ok. Thẳng ra.
nhẹ nha. Chị là gì? Dùng gì làm dẫn này? Chị dỗ thì cho nó mềm cái đẻ xuống rồi đó. Chị để cái này lên. Nằm thẳng chị. Bỏ sức ra lên. Rồi nè. Làm đơn chưa? Các anh chị thấy được một người mà đau đớn bây giờ suốt ngày leo lên đó. Leo mà tươi. Chưa, bây giờ còn cái này hành hạ này ghê. Anh lấy cho chị cái gối để chị nằm trên. Ok. Là làm bài chính là làm gì gì? Kế toán. Kế toán. Sao mà biết rồi, nó kế toán. Bà mới nói cái này. Sao cái này nghe không được không? Ờ, trước đó có bị té, bị gì không? Không té. Mà tự nhiên vậy à? Thì... không đâu rồi. Từ quê chị ở đâu? Quê ở Nghệ An. Nghệ An rồi vô đây bao lâu rồi? Vô được 2 năm rồi hả? Đau nhưng mà chịu nổi hả? Cũng như chịu, rất là nhiều mấy tay. Không có, tôi bấm gì nè. Bấm ạ. Rồi chị đi chữa, trước đó chị chưa bận gì, chữa cái gì nè? Chưa vật lý trị liệu thôi. Bác sĩ chỉ cần phẫu thuật, bác sĩ chưa phẫu thuật. Đúng không? Thì vô đây là quyết định là không phẫu thuật, phải không? Rồi tôi bấm cho chị này xong, chị có nghĩ rằng chị chạy được không? Chắc tin là chạy được, phải không? Tại vì cái quan trọng là lòng tin. Mình mà tin được là làm được. Tại vì anh thấy là chị đi không nổi. Chị đi không nổi là tại vì cái cuộc sống của chị nó bị lâu quá rồi. À, nhưng mà nãy giờ bấm cái là thấy khác hết rồi. À. Chạy đi. Rồi. Mấy chục năm nay phải nói được to á. Rồi, chạy đi. Không sợ, có thể đi rồi. Xong cái lên cầu thang luôn nghe được. Rồi, nhớ lên. Đó. Phải, 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 phải. Nằm lên đây chút. Rồi quay mặt qua kia. Rồi xích lên đây chút. Tôi muốn chị chạy để tôi biết chị bị đặt chỗ này. Tôi nằm ở đây. Khi nào là hay khó chịu này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ngon rồi đấy. Nhìn thấy rồi. Rồi, chạy mạnh lên cho mấy người sợ. Rồi, tỉnh lên. Đi cầu thang kìa.
chạy cầu thang luôn đấy ạ. Chạy cầu thang rồi. Không bám không bị mà chạy luôn được rồi, bước thoải mái rồi. Rồi, muốn nói gì không? Ôi chà. Thầy ơi, thầy ngồi chụp ảnh với lớp một kiểu ạ. Rồi. Lớp ngồi chụp ảnh với thầy. Đúng là bàn tay của thầy là bàn tay vàng. Rất là tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Phải học tiếp thôi. Còn bản thân khổ chủ thấy sao? Chị xin có ý kiến với cả lớp, cùng với cô, cùng với thầy. Trước hết là chị rất là chân thành xin cảm ơn thầy Dư Quang Châu, xin cảm ơn cô Hải Yến, xin cảm ơn tất cả thành viên của lớp học. Chị cảm thấy là thời gian vừa rồi chị chữa bệnh đến nay là một tuần, thì là vừa rồi là chị được là thầy Dư Quang Châu trực tiếp chỉ cho chị, thì chị thấy là bệnh của chị là 10 phần là phải giảm được 8 phần rồi. Thầy chữa trường thì là chị đi lên cầu thang là bằng hai tay mà đi rất yếu, nhưng mà khi thầy chữa cho chị rồi là chị tự thả tay, chị tự đi lên đi xuống, chị không cần bám cầu thang, và chị đi lên đi xuống thế này chị thấy là rất tự tin, và chị rất chân thành cảm ơn. Rồi chúc mừng chị. Thưa cô, thưa tất cả mọi người, là coi trên clip trên mạng á, thì có nhiều người cho rằng đây là sự sắp xếp chữa bệnh của thầy Châu và cái bộ môn này. Nhưng mà ở đây thì qua tiếp xúc một tuần với chị Hoa, thì tôi thấy rằng đây hoàn toàn là sự ngẫu nhiên. Mà cái việc này là ngẫu nhiên, tức là thầy đã chữa cho chị tức là khỏi tới 80% sau một lần, tức là chữa. Và tôi thấy là chị nói là chị cảm thấy rất là sung sướng khi mà sau khi chữa xong chị đã đi lại được, đi leo cầu thang được. Rồi, cảm ơn ý kiến của anh. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan, cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.